Rồi mình cập nhật mới nhất từ Nông Cơ Vũ Hồng Bự các bạn nha. Thì đây là xe rùa có cabin 4 cầu à, rất đẹp nha. Thì có đề đồ đầy đủ. Động cơ máy xăng, hình như máy xăng thì phải. Để mình xem thử xem. Đúng rồi, động cơ kiểu này là của máy xăng. Rồi motor điện, rồi máy đào. Máy đào còn một số con như như con này là con gì ta? BC10-7. BC10-7. Rồi IHI con này ngon lắm, IX30 nè. IHI nói chung dòng IHI rất là ngon. Rồi máy đào IHI nè, hai chiếc máy đào IHI. IHI làm rất là nhanh các bạn. Rồi một con Hitachi Landi EX40. Rồi một con IB451 các bạn. Yanma IB451. Rồi Komatsu BC10. BC10 từ máy đây. BC10-5 các bạn nha. BC10-5 bánh xích bản hẹp. Rồi một con Kubota. Kubota KH026. Rồi xe rùa 4 bánh nè. Không cabin máy xăng. Xe rùa 4 bánh không cabin máy xăng nha. Máy xăng máy dầu ta. Ô máy dầu các bạn. Rồi Kubota. Dàn máy thì Kubota nè, Zika 700 nè. Dàn này chuyên sới nè. SS nè, IS13 nè. Rồi kia là cũng chuyên sới luôn. IHC770 nè. Rồi ZK1. ZK1 trừ ZK1-70 nè. Rồi KX750 nè. Rồi IHC80 nè. Đó 800 nè. Rồi dàn IC70A nè. Rồi dàn KS650 nè. Rồi dàn IS10G nè. Ly Sibara máy xăng nè. Rồi KA850 Isaki nè. Rồi Kubota. Rồi con này để chạy nó làm sao để lên trầy uống chứ. Rồi Kubota nè. Rồi có mấy dàn số rời nữa các bạn nha. Dàn K700 rời nè. Rồi máy xăng. Máy xăng thì nhiều vô kể, tháng này hạ giá các bạn nha. Đó máy xăng nè. Đây con này L50 mới về. Máy dầu giật, máy dầu xài gió. Đời này người ta chuộng lắm. Rồi mấy cái dàn số nè, IS90 nè. Rồi dàn gì đây ta. Ở đây ngày chủ nhật nghỉ các bạn nha, buổi làm buổi sáng buổi chiều nghỉ nha. Đây máy nổ nè. Alo.
Alo. Alo. Rồi, đây. Nhiều lắm. K7. Nghe nha. Rồi. Đây. Rất là nhiều các bạn nha. Nhiều lắm. Rồi ở trong này là đóng máy chừng khoảng 2 triệu 3 triệu nè. Đó, loại 2 triệu 3 triệu là loại này sới không có bánh các bạn nha. Chứ các bạn đừng có kêu hỏi người ta mà máy mà có bánh mà đòi 2 triệu 3 triệu không có đâu. Cái này nó cũng có nhưng mà ít lắm. Ít cái số máy. Còn máy như dòng này thì nó mắc tiền hơn. Đó, như vậy. Đó. Rất là nhiều nha. Đây. Máy mới nhập về thêm hay sao nhiều dữ vậy anh? Anh Mỹ ơi, máy sới xăng mới nhập về thêm sao nhiều dữ vậy? Đúng rồi, mới nhập về không cho thêm mới nữa. À vậy hả? Mua máy hả anh? Mua được máy chưa? Dạ. Vàng gì anh? Vàng sới hả? Xăng hay dầu? À dầu. Rất là nhiều các bạn nha. Đây. 750 IC 750 này. Rồi vàng K 500. Đó ăn đi ăn. K 500 này, K 6 này. Rồi vàng IC 950. Vàng này không phải là vàng này là vàng rời luôn chứ không phải chuyên sới đâu nha. Nó có thể gác lên xe chạy là tuyệt vời luôn á. Đó. Đó rồi đây K 850 này. Rồi 600 nè, A nè. Còn gì đây? Mitsubishi CT 800D. Đẹp ha. Kubota. KIX 600. Wow, cái vàng này mới dữ ta. HL con này chắc rẻ, nhỏ. 70C. Mitsubishi. IX 70. K1 trừ 70. Rồi, Kubota 750. À, đủ thứ các bạn ha. Rồi, nếu bạn nào mà muốn mua thì alo với ông chủ nha. Bây giờ báo giá là nó rất là phức tạp các bạn. Người ta đôn, thí dụ mình báo giá, mình báo nó cao một chút để người ta trả xuống xong rồi bắt đầu rồi. Người khác thì lại cứ đưa lên, cứ tưởng là mình bán ra được ở cái giá như vậy đó. Rồi lại cứ đưa lên, rồi đưa lên, đưa lên, thiệt hại cho người dùng rất là nhiều, người mua rất nhiều. Thành thử ra là các bạn đã mà mua thì hãy gọi cho chủ muốn mua cái nào đó mua nha các bạn nha. Chứ nếu mà mình báo giá thì báo giá lên bây giờ là các bạn thấy cái thị trường máy bây giờ trên cái cộng đồng bây giờ giá nó quá đồn lên quá cao luôn các bạn. Là người ta chỉ có một số nông cơ là người ta không có nâng giá lên. Thí dụ nông cơ Vũ Văn Bự này đó. Còn một số nông cơ khác họ nâng giá những xe rùa, xe này xe kia lên rất là cao. Tại vì khi mà họ nâng lên cao vậy thì
người mua khó mua mà người bán khó bán các bạn. Rồi vậy nha các bạn nha. Rồi mình chào các bạn.